quả, Ruby càng quá đi. Ta không phải cuối cùng cũng không thèm đầu tiên, nhưng miễn sao có riêng góc nhìn và nhịp điệu. Phải trải qua quá trình mà tao khám phá, mình mới bật được cá tính mà đặt ra biệt hiệu. Lòng tin, tình yêu và kết nối, thứ cho tao thêm đường binh cơ hết lối. Cũng cần phải có lúc mình xây dựng đồng minh, chọn cùng cộng sinh hoặc là chết đói. Khi tao biết là mình cần phải lớn, lúc đó có quá nhiều thằng kêu tao anh. Tao kể tụi nó nghe điều gì từng trải sớm, và lần phải mớm cho thằng đi sao nhanh. Không cần thiết nịnh tập, nhưng biết nhịn, tự mình quyết định đi đừng hỏi sao răng. Vậy mà mỗi lần nếu có giao tranh, mấy thằng đó bao quanh. Người miền Tây thì thà tính nóng, tìm miệt vườn cây lúa chín bông. Tao muốn tụi nó biết là quê tao Vĩnh Long có thằng gặt được hip hop chính thống. Đâu cần mong chờ hào quang chiếu xuống, tao tự mình tỏa sáng nếu muốn. Chỉ cần bản thân biết mình có thể làm gì, lịch sử đeo hoàng thì lấy gì đéo sướng. Nhạc đêm đổi miếng nổi tiếng, nổi tiếng mà giữ trọn vẹn được linh hồn. Tiếp tục dùng năng khiếu sinh tồn, mặc dù cũng không thiếu tinh đồ. Nhạc đêm đổi miếng nổi tiếng, nổi tiếng mà giữ trọn vẹn được linh hồn. Tiếp tục dùng năng khiếu sinh tồn, mặc dù cũng không thiếu tinh đồ. Anh em mình đi, thật nhìn nỗ lực anh em mình đi, tự tin đầu vỗ ngực anh em mình đi, thành công không bỡ ngỡ được anh em mình đi, nhiều thằng còn đổ gục anh em mình đi, nhiều lần đời đổ dục anh em mình đi, nhưng mà chung chỉ hướng đôi khi cũng ý tưởng, tính chất kỹ lưỡng là dành đây mình đi, đổ đèn là khổ cực anh em mình đi, thật nhìn nỗ lực anh em mình đi, tự tin đầu vỗ ngực anh em mình đi, thành công không bỡ ngỡ được anh em mình đi, nhiều thằng còn đổ gục anh em mình đi, nhiều lần đời đổ dục anh em mình đi, nhưng mà chung chỉ hướng đôi khi cũng ý tưởng, tính chất kỹ lưỡng là dành đây mình đi. Đây chưa phải lúc để dừng lại. Đối với rap chưa từng muốn nhún vai, vì lớn lên chung nên cùng quậy, vì có chung giấc mơ nên cùng say, khó khăn không đùng đẩy, sống được vùng vẫy. Chưa một lần bùng chạy, hơn một thập kỷ tao vẫn còn đứng đây, chưa từng lung lay chơi cho để lại một thời lưng lẫy. Tuổi trẻ tao có thể cho free, nhưng nửa đời còn lại là vì tiền. Cống hiến công tiếc tao cho đi, với một phần là tao rap vì ghiền, tụi tao rap vì ghiền với chung một ý nguyện. Đương nhiên là không viết tùy tiện, thế thay đổi dời, không thay đổi lời, bạn sẽ chắc rắc được giữ y nguyên. Tao đéo cần phải là rap star, và cũng không nói tiếng như bạo lực, nhưng trước khi bất cứ beat nào phát ra, mỗi khi cầm mic là con tin tao rạo rực. Háo hức như là người mới nhất, và tao không quan tâm rằng ai tới trước. Tao mất dạy với thằng nào mất dạy, chơi như vậy mấy thằng này nó mới tức. Tụi tao hip hop từ đầu tới gót, rap cho tao khi mái tóc bạc màu. Còn ngoài giỏi nhất một cái nó khoác, đứng sang một bên anh bắt phạt hầu. Anh sống cho mình, sống cho gia đình, sống trên con số phú quý do mình, sống trên TV, sống cho âm nhạc, sống với tờ giấy con số và hình. Mọi sự respect nghe tốt nhất là mày nên show ra đi. Anh em tao vui không hết thì cũng không biết là lấy đâu ra suy. Rap về những điều thật nhất chứ cũng không cần phải nói gì sâu xa chi. WORD đều rõ ít flow ra ly. Bắt đầu từ năm 14 với cái thật là từ tốn, anh em ta không bao giờ liên thuyền. Làm lấy ít phê mà đổi nó ra tiền, thành thạo cứ như kiểu là một chuyên viên. Cô giáo mà không nên ma mà là quên đi, bạn bè thì bảo tao điên điên. Giờ đi show cứ gọi là nguyên đêm, đổi cảnh thì cứ gọi là liên miên. Đừng đùa, yeah, huh. Đừng đùa, nói cho biết. Đừng đùa, lời khuyên ở đây đừng đùa, yeah. Young Woody thích du lịch, in love with music, don't care about bullshit. Nhận tiền xong moving, sống phải thua mình. Nhẹ flex trong vô tình, không quen xô nình. Viết nhạc nhờ thư tình, Woody thích du lịch, in love with music, don't care about bullshit. Nhận tiền xong moving, sống phải thua mình. Nhẹ flex trong vô tình, không quen xô nình. Viết nhạc nhờ thư tình. Đừng đùa, yeah. Đừng đùa, hold on. Đừng đùa, yeah. Lời khuyên đây đây là đừng đùa, so what? Yeah, hold on. Ăn mặc đi đứng như Mỹ Đen, nhưng mà ông trong fans của anh làm việc. Lúc bắt đầu nó chỉ là game, nhưng bây giờ được xem như làm việc. Là cho mình một kế hoạch chi tiết, step by step để anh phóng đi xa, hoàn thành mục tiêu mà anh cần phải tới. Trước khi tuổi trẻ nhanh chóng đi qua, 15 tuổi lúc mọi thứ bắt đầu. Học sinh cấp 3 thì cứ mai đọc rap. Sau đó kế sách là tôi sinh ra, represent C-Town 58. Trong đó có quá nhiều câu hỏi, nhiều khát khao cho nên anh phải giỏi. Để có được thứ không nhiều người có, anh phải làm việc không nhiều người dám. Và cứ muốn biến đời mình thành phim, mà là nhân vật chính trong vai ca sĩ. Mấy thằng ghét cứ nói anh bị điên, nhưng anh không quan tâm thứ người ta nghĩ. Ghét anh thì cứ việc ghét thiệt nhiều, tiêu chí anh là việc ai nấy lo. Việc của anh là sáng dậy get fresh, try hard để bụng mình thấy no. Màu xương và chất xám đổi được tiền, mồ hôi và đất bám đổi được tiền. Tất cả thời gian anh dùng để tập luyện, đâu phải cứ muốn là có thể giỏi được liền. Anh là vàng thiệt, không sợ lỡ. Rap tới khi không còn thở nở, rap tới khi bóng tới cứ đóng lối. Trong rap tới khi thiên đàng mở cửa. Anh em mình đi, thật nhìn nỗ lực anh em mình đi, tự tin đầu vỗ ngực anh em mình đi, thành công không bỡ ngỡ được anh em mình đi, nhiều thằng còn đổ gục anh em mình đi, nhiều lần đời đổ dục anh em mình đi, nhưng mà chung chỉ hướng đôi khi cũng ý tưởng, tính chất kỹ lưỡng là anh em mình đi. Đổ đèn là khổ cực anh em mình đi, thật nhìn nỗ lực anh em mình đi, tự tin đầu vỗ ngực anh em mình đi, thành công không bỡ ngỡ được anh em mình đi, nhiều thằng còn đổ gục anh em mình đi,
nhiều lần đời đổ dục anh em mình đi, nhưng mà chung chỉ hướng đôi khi cũng ý tưởng, tính cho kỹ lưỡng là anh em mình đi.